Sáng ngày 29 tháng 8 năm 2023, đoàn kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Thị Thúy Bình, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc. Đồng chí Bùi Văn Tinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và lãnh đạo phòng ban chuyên môn của huyện có liên quan đã tiếp và làm việc với đoàn. Theo báo cáo về tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn huyện Tân Lạc, từ đầu năm đến nay, Ủy ban Nhân dân huyện Tân Lạc đã ban hành 6 kế hoạch, 9 công văn và 2 quyết định về các chính sách thực thi pháp luật về lao động, việc làm liên quan tới người lao động, người chủ sử dụng lao động trên địa bàn. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về lao động, việc làm đến đối tượng là doanh nghiệp, người sử dụng lao động và người lao động đã được Phòng Lao động Thương binh Xã hội kịp thời tổ chức triển khai. Cụ thể, đã tổ chức được 1 phiên giao dịch việc làm, 2 hội nghị tư vấn việc làm, kiểm tra tại 8 doanh nghiệp trên địa bàn. Đối với bảo hiểm xã hội, trong năm 2023 đã tổ chức 30 hội nghị tuyên truyền pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho 1.700 lượt người. Truyền thông nhóm nhỏ là 55 cuộc cho 1.310 người dân. Công tác thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện các chính sách pháp luật về lao động, việc làm được Ủy ban Nhân dân huyện nghiêm túc thực hiện. Qua 16 cuộc kiểm tra, chưa phát hiện doanh nghiệp nào vi phạm về công tác thực hiện chính sách pháp luật lao động. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn kiểm tra và đại diện các phòng ban đơn vị của Ủy ban Nhân dân huyện đã báo cáo phân tích để làm rõ những vấn đề còn vướng mắc trong tình hình thực thi pháp luật về lao động, chế độ tiền lương, việc làm, công tác thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện các chính sách pháp luật về lao động. Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Bùi Thị Thúy Bình, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình đánh giá cao công tác thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả quan trọng, đặc biệt làm tốt công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động. Ủy ban Nhân dân huyện đã kịp thời ban hành các văn bản quy định chi tiết đảm bảo đúng quy định pháp luật và đảm bảo chi trả quyền lợi cho các đối tượng có liên quan. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện công tác thi hành pháp luật về lao động việc làm cho thấy vẫn còn một số tồn tại hạn chế. Đoàn kiểm tra ghi nhận những đề xuất kiến nghị của các phòng, ban và chuyển tới các đơn vị có liên quan nghiên cứu tổng hợp xử lý theo thẩm quyền.